Nói đến Daedric Artifacts thì cũng có nghĩa là chúng ta đã nói đến những món đồ unique có giá trị cũng như quyền lực bậc nhất Skyrim. Daedric Artifacts sẽ cho người sở hữu chúng những quyền năng vô cùng bá đạo, đủ để trở thành những thế lực có ảnh hưởng lớn. Thế nhưng, cái gì cũng có giá của nó. Bạn muốn quyền lực càng lớn thì cái giá bạn trả để đạt nó càng cao. Giá trị của những món đồ này không chỉ nằm ở sức mạnh và sự ảnh hưởng của nó ở trong game, mà còn là những nhiệm vụ, những câu chuyện mà người chơi sẽ được trải nghiệm. Vậy hành trình để The Last Dragonborn đi tìm và sưu tầm đủ bộ Daedric Artifacts phải nói là vô cùng khó khăn và giàu cảm xúc. Có những artifact có những đầu mối và gợi ý về những quest cực kỳ logic và tự nhiên. Thế nhưng, lại có những thứ lại bị khóa cho đến khi The Last Dragonborn đạt được một số yêu cầu nhất định nên rất dễ bị bỏ sót. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng bắt đầu với những artifacts có thể dễ tìm nhất và rất khó để có thể bỏ qua vì chúng xuất hiện trong chuỗi nhiệm vụ chính hoặc một trong năm chuỗi nhiệm vụ phụ lớn. Bây giờ, hãy cùng nhau bắt đầu nhé! Nếu các bạn đang tìm kiếm chiếc tai nghe nhạc và xem phim cực đã thì đừng quên tham khảo sản phẩm Razer Hammerhead Pro V2 đang có mức giá rẻ nhất thị trường tại techspace.vn, cũng là nhà tài trợ video này. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Đầu tiên là Skeleton Key, là artifact của Daedric Prince có tên là Nocturnal, hay còn được biết đến với cái tên là Mother of Night hay Night Mistress, người đỡ đầu cho những tên trộm. Cũng vì thế mà Skeleton Key có liên quan mật thiết đến Thief Guild, một trong năm chuỗi nhiệm vụ phụ lớn trong Skyrim. Với vật phẩm này trong tay thì người sở hữu sẽ có được quyền năng mở mọi loại ổ khóa cho dù nó khó đến cỡ nào, hay nôm na công dụng của Skeleton Key là một lockpick không thể bị gãy. Thế nhưng, người chơi có thể lựa chọn việc sở hữu Skeleton Key cho riêng mình để thỏa mãn lòng tham hoặc gạt lợi ích cá nhân sang một bên, tiếp tục cuộc hành trình dài và đầy thử thách, mang trả lại chiếc chìa khóa cho Nocturnal tại Twilight Sepulchre để có thể đổi lấy những thứ không phải hiện vật. Những thứ đó đơn giản có thể là nhận được tín nhiệm của Thief Guild hay chứng minh được sự xứng đáng của bản thân và được Nocturnal ban phước. Thế nhưng, chẳng có thứ gì có thể so sánh được việc được tận mắt chứng kiến niềm vui của linh hồn Galus khi biết người tình của mình là Kalia vẫn còn sống và niềm vui của Kalia khi được gặp lại người mình yêu một lần nữa. Rõ ràng, nhân vật chính có thể tham gia được hội của những tên trộm, thế nhưng sâu trong thâm tâm lòng tham là thứ không được chào đón ở vùng đất này. Artifact thứ hai chính là Ogma Ifinium. Đây là cuốn sách thuộc về Hermaeus Mora, một Daedric Prince của sự thông thái, nắm giữ kiến thức và mọi khái niệm. Mặc dù cuốn sách này không phải do chính Hermaeus Mora viết ra, mà được Sarses, một học giả dưới trướng Hermaeus Mora viết nên, cuốn sách này nắm giữ tri thức của nhân loại và chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Ogma Ifinium sẽ cho người đọc nó đạt một bước nhảy vọt lớn về kiến thức, và cụ thể đó là cộng ngay lập tức 5 điểm kỹ năng trong tất cả các nhánh kỹ năng của một trong ba hướng Warrior, Mage và Thief. Ogma Ifinium cũng vì thế mà được cất giấu cẩn thận trong một chiếc hộp được thiết kế bởi công nghệ của người lùn với yêu cầu rất ngặt nghèo để có thể mở khóa được, đó là phải trích xuất máu của đủ các chủng người mơ và thiết bị mở khóa. Ngoài ra, để tìm được nơi cất giữ Ogma Ifinium thì phải theo mạch truyện chính và The Last Dragonborn của chúng ta phải đạt level từ 15 trở lên. Sau này, trong DLC Dragonborn, nhân vật chính còn có cơ hội được khám phá Realm của Hemaris Mora. Đây là một thư viện sách khổng lồ và được gặp The First Dragonborn Mirak. Ngay khi lần đầu tiên nhân vật chính được đặt chân đến một vùng đất có tên là Fall Creek, người dân ở đây đã bàn tán về một án mạng mà nạn nhân là một cô bé bị sát hại một cách dã man. Ta có thể đi đến nghĩa địa và bắt gặp bố mẹ của cô bé bị hại. Vì tò mò và bất bình trước vụ án, The Last Dragonborn đi đến nơi kẻ sát nhân bị giam giữ và đợi ngày xét xử tại nhà tù ở nơi đây. Đối mặt với kẻ sát nhân, nhân vật chính biết được rằng tay này là một werewolf. Vì muốn kiểm soát bản thân nên đã liều đánh cắp Curing of Helchini theo lời đồn. Thế nhưng không những không kiểm soát được bản thân mà hắn còn dễ bị mất kiểm soát và biến thành werewolf hơn, và trong một lần mất kiểm soát, hắn đã gây ra một hậu quả khôn lường, đó là sát hại một cô bé vô tội. Tay sát nhân muốn nhờ giúp săn một con hươu thần thường xuất hiện cách đó không xa để có thể giúp hóa giải lời nguyền theo truyền thuyết. The Last Dragonborn đồng ý giúp, nhận lấy chiếc nhẫn bị nguyền trong tay, trong khi đó tay sát nhân hóa thân thành werewolf và trốn đi mất. Nhận thấy bản thân bị lừa và không thể tháo chiếc nhẫn ra được, The Last Dragonborn rơi vào thế bí, đành phải đâm theo lao khi đi săn con hươu thần. Sau khi cuộc săn kết thúc, linh hồn của con hươu hiện ra và giới thiệu bản thân là Hercules, Daedric Prince của sự hoang dã và săn bắn. Ngoài ra, còn được biết đến là căn nguyên của lời nguyền Lycanthropy, lời nguyền hóa thú, hay cha của người hóa thú. Hercini yêu cầu The Last Dragonborn chứng tỏ bản thân để nhận được phần thưởng bằng cách giết kẻ phản bội và lột da thú của hắn. Cuộc đi săn đêm trăng máu bắt đầu, The Last Dragonborn phải lựa chọn đứng về một trong hai phe, hoặc là giết con werewolf đã từng giết hại dã man một cô bé gái. Thế nhưng hắn ta không hề chú ý và cũng chỉ muốn kiểm soát bản thân mà đánh cắp chiếc nhẫn và bị lừa, hoặc là tha cho con werewolf và đồng hành cùng nó đánh bại các thầy thợ săn khác của Hercini. Hoặc cũng có thể trở thành kẻ hai mặt, đồng ý giúp werewolf và đánh bại hết đám thợ săn rồi sau cùng vẫn kết liễu werewolf. Với mỗi sự lựa chọn thì phần thưởng cũng sẽ khác nhau.
Phần thưởng thứ nhất là Savior Hide hay Skin of God. Đây là bộ giáp nhẹ cực kỳ đặc biệt với bonus 15% kháng phép và 50% kháng độc. Ngoài ra về mặt ngoại hình, nếu như The Last Dragonborn là nhân vật nữ thì bộ giáp sẽ trông cực kỳ đẹp, còn nếu nhân vật nam thì sẽ rất tấu hài, như các bạn có thể thấy ở trên màn hình đây. Vật phẩm thứ hai là Ring of Hercini, được thay thế cho Q Ring of Hercini. Thay vì khiến người sở hữu biến thành Werewolf và mất kiểm soát, thì bây giờ người sở hữu có thể kiểm soát được nó và có thể biến thành Werewolf không giới hạn trong ngày. Mace of Moloch Bell là artifact thuộc về Derek Prince của sự thống trị và nô dịch. Ngoài ra còn biết đến là cha của giống loài vampire, Macaron. Cũng vì thế mà nó có khả năng làm suy yếu kẻ địch khi vừa sát thương lên máu, đồng thời còn trực tiếp làm suy giảm stamina và magicka. Nhưng chưa dừng lại ở đó, kẻ địch còn có thể bị cướp hồn nếu như bị hạ gục trong vòng không quá 3 giây. Trích lời của Moloch Bell. The Mace of Moloch Bell. I give you its true power, mortal. When your enemies lie broken and bloody before you, know that I will be watching. Những manh mối được gợi ý rất tự nhiên khi The Last Dragonborn đến thành phố Markarth và nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm người bàn tán về một ngôi nhà bỏ hoang bị ma ám trên con đường chính. Khám phá căn nhà ma ám này cũng sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ và phần thưởng chính là artifact cực kỳ giá trị này. Ring of Namira là artifact thuộc về Derek Prince có tên là Namira, hay còn biết đến với tên gọi là Mistress of Decay hay Devourer of the Dead. Ngay khi The Last Dragonborn khám phá khu nghĩa địa của thành phố Marak, Namira đã tha hóa và nhồi nhét những tư tưởng độc hại vào trong đầu của The Last Dragonborn về cơn thèm khát ăn thịt đồng loại. Để chứng tỏ bản thân xứng đáng, thì Namira đã yêu cầu nhân vật chính đưa một thầy dòng Arcane, một trong 9 Divine nắm giữ vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết, đến đền thờ bí mật và nơi tụ họp toàn bộ các tín đồ chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn. Sau đó, The Last Dragonborn sẽ nhận được Ring of Namira với khả năng tăng 50 stamina, 50 máu và tăng khả năng phục hồi mỗi khi ăn thịt từ một cái xác người còn đủ tươi. Và thầy dòng Arcane được chọn là Brother Verulus. Sau một thời gian dài đồng hành cùng Brother Verulus, The Last Dragonborn có thể sẽ nhận ra rằng anh ta là một người đồng hành rất tốt và đáng tin cậy. Nếu biết điều này sớm hơn, thì việc đưa Brother Verulus đến địa điểm các tín đồ đang ăn thịt người tôn thờ Namira đồng nghĩa với việc sẽ đưa anh ta vào chỗ chết, thì có lẽ The Last Dragonborn sẽ không bao giờ đánh đổi một người anh em để lấy một chiếc nhẫn vớ vẩn, mặc cho sức mạnh của nó có vô cùng hữu dụng. Scar of Corruption là trượng phép thuộc về Derek Prince của những giấc mơ, ác mộng và điểm G, Vermina. Câu chuyện bắt đầu khi The Last Dragonborn ghé tại nhà trọ ở vùng Dawnstar để nghỉ chân. Tại nơi này, người dân đang bị mất ngủ triền miên vì thường xuyên bị gặp ác mộng. Nhận thấy sự bất thường trong câu chuyện, The Last Dragonborn bắt chuyện với một người thầy dòng có tên là Erander, đang hỏi chuyện người dân. Thầy dòng bí ẩn này có vẻ như rất am hiểu về lý do đằng sau những cơn ác mộng và đề nghị sự giúp đỡ để có thể chấm dứt sự việc. Sẵn sàng đặt niềm tin vào Erander, mặc dù có nhiều điểm đáng ngờ, nhân vật chính của Erander đã bộ hành đến đền thờ Nightcrawler. Và đặc biệt hơn nữa là trong cuộc hành trình khám phá Nightcrawler, The Last Dragonborn chỉ có thể đồng hành của Erander. Những người bạn đồng hành khác đều phải đứng ở ngoài, lại thêm một điểm đáng ngờ nữa. Tiếp tục cuộc hành trình, nhân vật chính càng hiểu thêm được câu chuyện đằng sau. Tại đền thờ Nightcrawler, Erander và những người anh em từng là tiến đồ của Vermina đã có nhiệm vụ canh giữ Scroll of Corruption, một Derek artifact có quyền năng có thể gieo rắc những cơn ác mộng, thao túng và thu nhận sức mạnh từ đó. Thế rồi, một cuộc tấn công đến đền thờ nhằm cướp lấy bảo vật quyền năng của một tộc người Orc nổ ra. Hai bên giao tranh quyết liệt, khi nhận thấy tộc người Orc đang dần chiếm ưu thế, những người đứng đầu của giáo hội đã buộc phải phong ấn con đường dẫn đến nơi chưa giữ bảo vật, đồng thời cho xả khí ga để đưa tất cả mọi người vào giấc ngủ sâu. Còn Erander đã bỏ mặc anh chị em của mình để bỏ chạy. Sau một thập kỷ lần trốn và ăn năn, Erander cuối cùng đã tìm thấy lý trí và niềm tin vào Mara, một trong 9 Divine. Để rồi Erander quay lại để chấm dứt mọi chuyện một lần nữa và mãi mãi. Với sự giúp đỡ của The Last Dragonborn, Erander cuối cùng có thể đứng trước món bảo vật được canh giữ. Tại đây, Erander đang niệm phép để phá hủy món bảo vật. Lời của Derek Prince và Vina bắt đầu cất lên, xoáy sâu vào những nghi ngờ ban đầu về Erander. The Last Dragonborn đứng trước một trong sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời, hoặc là giết Erander rồi độc chiếm Skull of Corruption cho riêng mình, tránh nguy cơ sẽ bị trở mặt như theo lời của Derek Prince, Marina, vì dù gì Erander cũng từng bỏ mặt những người anh chị em của mình. Hoặc không làm gì cả, đặt niềm tin vào Erander, phá hủy bảo vật một lần và mãi mãi. Azura mặc dù là một Derek Prince, thế nhưng bà gần như là một vị thần thiện lành và được lòng nhiều người cùng rất nhiều tín đồ tôn sùng. Có lẽ vì thế mà đền thờ của Azura trong Skyrim thuộc hàng siêu to khổng lồ và bự nhất trong các Derek Prince khác. Azura còn được biết đến với cái tên Lady of Twilight hay Goddess of Dusk and Dawn. Ngoài ra, bà còn là người tạo ra tộc người mèo, Khajiit và là chị em với Nocturnal. Artifact của Azura vô cùng ấn tượng, về cơ bản thì nó là một đá chứa linh hồn có thể tái sử dụng vĩnh cửu.
Thế nhưng, từ sau khi bị thất lạc, thì nó đã bị vấy bẩn bởi một giáo phái nghiên cứu và tìm cách để có thể lưu giữ linh hồn người sống vào trong đó. Cũng vì thế mà Azura Star không thể nào hoạt động được cho đến khi vẫn còn linh hồn của kẻ độc ác trú ngụ trong đó. Sẽ có hai sự lựa chọn dẫn đến hai kết cục khác nhau, thế nhưng dù có chọn cách nào thì The Last Dragonborn cũng sẽ đối đầu với linh hồn độc ác trú ngụ bên trong, chỉ là khác nhau một trời một vực về cách thức và kết quả cũng rất khác nhau mà thôi. Hoặc là The Last Dragonborn mang Azura Star bị vấy bẩn trở về đền thờ Azura để rồi được Azura đưa vào bên trong chiến đấu với linh hồn độc ác với tất cả sức mạnh để thanh thể Azura Star, hoặc là mang artifact đã bị vấy bẩn này tìm đến người biết về những nghiên cứu đã đưa linh hồn độc ác kia trú ngụ vào trong. The Last Dragonborn sẽ phải bị dính phép Soul Trap mới có thể vào được bên trong, hay nói cách khác là sẽ phải chiến đấu với linh hồn độc ác kia chỉ với một nửa sức mạnh thật sự của mình. Cho dù khó khăn hơn thế, nhưng nếu đánh bại linh hồn độc ác bằng cách thứ hai thì Azura Star bị vấy bẩn sẽ trở thành Black Star, còn hữu dụng hơn cả Azura Star khi mà giờ đây nó có thể chứa được cả linh hồn con người, không còn bị giới hạn như trước nữa. Và tất nhiên, vị thần Azura sẽ chẳng thể nào vui vẻ được vì chuyện đó. Wabajack là triệu phép thuộc về Derek Prince của sự điên loạn, Sigurath, nên cũng vì thế mà nó là món Derek Artifact, hay có thể nói là món vũ khí hay ho bậc nhất và giải trí bậc nhất Skyrim. Về mặt ngoại hình, Wabajack trông cực kỳ ấn tượng với thiết kế tạo cảm giác như một người đang cười với một nụ cười khá bệnh hoạn. Ngoài ra thì Wabajack là vũ khí duy nhất có khả năng thao túng thực tại. Manh mối để bắt đầu nhiệm vụ với món bảo vật này cũng hơi khó tìm một chút, thế nhưng vẫn chủ yếu là dựa vào tính hiếu kỳ và tương tác của NPC với người chơi. Khi The Last Dragonborn khám phá thành phố Solitude, thi thoảng sẽ bắt gặp một ông lão có tên là Dervenin, có ngoại hình khá đặc biệt với đôi mắt thâm quầng, không biết là do thiếu ngủ hay bị vợ đánh thì chưa chắc chắn lắm. Nói chuyện với ông ta, chúng ta sẽ bắt đầu có manh mối về chủ nhân của ông, và rồi nơi lần cuối ông thấy chủ nhân là ở trong cung điện mà người thường không thể tự ý đi vào được. Với Wabajack trong tay, người sở hữu sẽ có khả năng thao túng thực tại, với mỗi lần hóa phép thì lại là một lần random hiệu ứng khác nhau, có thể bắn ra cầu lửa, bắn ra tia sấm sét, đóng băng, hồi máu cho kẻ địch, giết ngay lập tức, gây hoảng sợ, hóa gà, hóa thỏ, triệu hồi, vân vân rất nhiều thứ, hoặc cũng chẳng gây ra bất kỳ hiệu ứng gì. Cái cảm giác chơi đùa với kẻ địch bằng Wabajack sẽ vô cùng thú vị. Dawnbreaker là artifact thuộc về Derek Prince, đại diện cho năng lượng của sự sống, Meridia. Cũng giống như Aurora, Meridia cũng là một trong số ít Derek Prince tốt, vì là Derek Prince đại diện năng lượng của sự sống, thế nên Meridia rất ghét Undead cũng như Necromage. Thanh kiếm Dawnbreaker mang tính biểu tượng, đại diện sức mạnh của mặt trời, và trong Skyrim, đó sức mạnh thanh trừng tà thuật Necromancer khiến Dawnbreaker trở thành món vũ khí vô cùng lợi hại khi đối đầu với chủng loài Undead. Các game đưa ra đầu mối và gợi ý để bắt đầu quest về Dawnbreaker cũng rất khéo, hoặc là phải đủ level 12, sau đó đến điện thờ của Meridia, hoặc cũng có thể ngẫu nhiên tìm ra Meridia Beacon trước, sau đó dẫn đến hành trình đi đến điện thờ của Meridia. Vì Meridia Beacon được đặt ngẫu nhiên, nên nếu may mắn tìm được nó từ trước thì cảm giác sẽ vô cùng bất ngờ và thú vị. Derek Artifact cuối cùng sẽ nói đến trong video ngày hôm nay, đó chính là Meredith Razor. Đây là một artifact thuộc về một trong Derek Prince cực kỳ quyền lực cũng như nổi tiếng, Meredith Dagon, Derek Prince của sự hủy diệt, sức mạnh và tham vọng. Có thể coi Meredith Dagon cũng như Chigan hay Lucifer trong vũ trụ Elder Scrolls. Sau thất bại trong tham vọng xâm chiếm cõi trần trong phần 4, mọi cuộc viếng thăm điện thờ của Meredith Dagon đều bị tấn công bởi các Lesser Derek dưới trướng của Meredith Dagon. Thế nhưng, đây cũng là một nơi khá hay để farm và kiếm Dead Rahut. Merit Razor là một con dao găm vô cùng đặc biệt khi cho người sử dụng có một tỷ lệ ngay lập tức có thể kết liễu đối thủ. Cuộc hành trình đi tìm báu vật của Merit Dagon chỉ có thể diễn ra khi The Last Dragonborn nhận được một bức thư mời đến tham quan một bảo tàng tư nhân ở vùng đất Dawnstar và nhận lời đi thu thập đủ các mảnh của con dao găm giờ lưu lạc khắp nơi trên Skyrim. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạm dừng video tại đây, vẫn còn rất nhiều món artifact thú vị khác mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần 2 của video này. Đây cũng sẽ là những món bảo vật khó tìm hơn khi yêu cầu The Last Dragonborn phải đặt một số yêu cầu nhất định mới có thể tiếp cận. Vậy nên, hãy cùng đón chờ trong video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, nếu như các bạn thấy video này hay, hấp dẫn và ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Yêu Miêu để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.